Hello cả nhà nhé, Ngọc Xuất Hải Phòng chính tiếp tục giới thiệu thêm cho anh em một dòng sản phẩm máy lọc yêu kiềm của nhà thương hiệu Chevy, model sản phẩm FWH6000. Ở đây là phiên bản cao cấp anh em nhé, dòng này là dòng siêu hiếu đen. Thì về mặt hình thức và cái ngôn ngữ thiết kế thì các cái dòng Chevy thì thiết kế hoàn toàn là theo cái ngôn ngữ là vuông thành sắc cạnh anh em nhé. Đó là một bộ thiết kế mấy chu âm này để hướng thế anh em. Dòng này thì anh em rất là dễ anh em để phối để trong gia đình, vì cái ngôn ngữ này nó rất là đơn giản thôi anh em nhé, nên là nó anh em để làm quanh một cái gọi là vật dụng trang trí ở phòng bếp rất là đẹp anh em nhé. Đặc biệt cái dòng model 6000 thì cái vỏ liếc nó dài các bạn này, nó dài tầm 80 phân. Các dòng đầu 5, đầu 2, đầu 3 thì nó khoảng tầm 60 phân thôi, riêng dòng đầu 6 là nó sẽ dài tầm 80 phân để anh em có thể thuận tiện trong quá trình sử dụng và bố trí anh em đặt vị trí anh em nhé. Đấy, về nhìn tổng quát từ phía trước nhìn vào thì nó vẫn bố trí cái dòng phím bấm theo chiều từ thấp đến cao, theo chiều đi lên anh em nhé. Đấy, thì bên mình đã dán các cái giấy ghi chú hướng dẫn ở đây, ngoài ra có cả tiếng Nhật nguyên bản của Nhật bên đây anh em nhé, thì mình chỉ là Việt hóa từ tiếng này dán cái này cho anh em. Chúng ta lấy được các lỗ từ 2.5 đến 11.5. Nhưng mà cái phím 2.5 này là khi ta chuyển cần gạt phía trên này sang chế độ lấy axit và kiềm cao thì nó sẽ sáng đèn lên anh em nhé. Còn bình thường mình chỉ dùng ở 5.5 đến 10.5 là cái mức phổ thông rồi anh em nhé. Thì ở cái dòng mã 6000 thì cái phím nguyên bản phím này nó chuyển thành phím H2 anh em nhé. Là phím tăng cường hiệu đen. Khi bạn ấn cái phím này nó sẽ sáng cái đèn này lên cho các bạn. Để các bạn biết là bạn đang chọn chế độ là tăng cường hiệu đen anh em nhé. Có những dòng đầu 5, đầu 50500, 507 thì cái phím này đó là phím hiển thị ORP. Thì bây giờ phím ORP sẽ chuyển sang bằng đây. Anh em nhìn từ xa thì có thể nhận biết được cái quan 6000 nó thiết kế hơi khác một chút nhé. Còn bên dưới nó hoàn toàn giống nhau các bạn nhé. Cái này được cái là sơn zin toàn tập, hình thức đẹp. Phải sơn zin nhé, em này đời 2014 các bạn nhé, sơn zin. Những con nào bị ngả lệch tông màu thì bên mình sẽ sơn lại, còn con nào mà còn đẹp thì bên mình sẽ giữ nguyên cho cả nhà. Em này là sơn zin toàn tập và dây nguồn cũng là dây nguồn zin đời 2014 cả nhà nhé. Đấy, dây ghi trên này 2014 là từ dòng này khá cao, là sau các cái dòng đời 5050 hoặc 507 anh em nhé. Đấy. Trang bị 5 tấm điện cực. Ok, thì mình sẽ test thực tế cho cả nhà anh em cùng xem. Mình sẽ giới thiệu cách sử dụng dòng Chevy model FWH6000 cho anh em. Thì đầu tiên là chế độ bình thường, thì lý cho anh em là ở cái mức 9.5 này, khi các bạn giữ 3 giây bạn nghe tiếng kêu tít một cái thì nó chuyển sang chế độ là tăng cường điện phân anh em nhé. Còn cái ấn H2 này nó sáng đèn này thì nó là chế độ là tăng cường hiệu đen anh em nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng chế năng bình thường, để phân bình thường. Đầu tiên là lấy nước axit 5.5 anh em nhé. Axit 5.5 này thì anh em sử dụng là thay nước tẩy hoa hồng để các bạn tẩy trang, rửa mặt, làm sạch lỗ chân lông. Các bạn ấn phím này nó hiển thị bạn được cái chỉ số ORP này và lưu lượng nước, thì các bạn để cho mình nước tầm từ 2.3, 2.5 là ok anh em nhé. Lưu ý là nước 2.5.5 này, axit này các bạn là không được uống. Thì cái đường thải của đường axit 5.5 này nó là nước kiềm cao anh em nhé. Mình sẽ lấy luôn cả đường thải của nước kiềm của lượng axit 5.5 để test to le cho anh em. Tiếp theo là nước trung tính, nước sẽ không điện phân anh em nhé. Đó là nước bình thường đi qua bộ lọc thôi các bạn nhé. Cái này anh em sử dụng dành cho uống thuốc này. Đấy, uống thuốc tây này, pha sữa này, và dành cho trẻ em tầm dưới 3 tháng tuổi. Tiếp theo là mức kiềm 1.8.5 để làm cơ thể làm quen với nước kiềm tuần đầu tiên các bạn nhé. Đấy, sử dụng nước đang 2.4. Tiếp theo mức kiềm số 2, kiềm 9.0 là sử dụng trong tuần thứ hai giúp chúng ta để nấu cơm, nấu canh. Lưu ý các bạn nên nấu cơm ở cái tuần nước 9.0 thôi các bạn nhé. Nếu các bạn nấu cơm ở cái mức
viêm cao thì khi bạn chiếm năm thì nó sẽ hiện tượng khi bạn qua đêm ấy thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cái cơm của bạn sẽ chuyển màu sang màu vàng vàng chứ không được mắt. Tiếp theo là mức kiềm 955, là mức kiềm thứ ba, là mức kiềm chúng ta sẽ uống suốt đời, ngoài ra để dùng để pha trà, pha cà phê. Ở mức kiềm 9.5 này thì nó phân lượng khá là nhỏ, chứ không, nó thẩm thấu và tốt vào trà, cà phê, súp lốc cơm ngon hơn anh em nhé. Các bạn cứ để cho mình cái lượng nước chỉnh này, nó có rơi khoảng tầm 2.5 thôi, mình chỉnh 2.5 thôi nha. Đấy, 2.56 được. Đây, chỉ có ORP đây, đấy, âm 176 đây, ok nhé. Các bạn nếu bạn chỉnh cái lượng nước cao quá thì nó máy sẽ nó không nhận phân đâu, tầm 3.5 là không nhận phân, cứ trung bình tầm 25-26 là ok. Tiếp theo là mức kiềm số 3, là mức kiềm 10.5. mức kiềm 10.5 này anh em cũng không được uống các bạn nhé. Đây, các bạn sử dụng mức kiềm 10.5 này để ngâm rau củ quả, loại bỏ các độc tố, các chất tồn dư, còn lại của thuốc trừ sâu hay bảo quản thực vật. Đấy, ngoài ra còn loại bỏ các cái vị đắng, vị chát, đấy, vị chua của thức ăn đồ uống anh em nhé. Ngoài ra anh nếu các bạn nào mà hay uống bia rượu thì các bạn có thể sử dụng tầm 350ml sau khi sử dụng bia rượu trong vòng 1-2 tiếng, hoặc là các gia đình nào có người nhà bị các bệnh về gút, tiểu đường, máu mỡ thì một ngày các bạn được sử dụng tầm sáng thức dậy hoặc tối đi ngủ ấy, anh em có thể sử dụng cho mình tầm một cốc là 350ml, mình lấy luôn cả đường thải của nước kiềm cao để tiết cái độ axit cho anh em nhé. Ok, đã xong. Đây là nước axit này, đường thải qua axit này là nước kiềm. Mình sẽ test ra so le luôn cho cả nhà luôn. Nước trung tính này, đây là nước kiềm 1 này, 8.5 này, 9.0 này, 9.5 này, đấy, và 10.5, và đường thải của đường 10.5 là axit. Axit này axit cao. Đấy, mình sẽ sắp xếp về cho đúng tông màu anh em nhé. Và dòng Chevy nữa là một cái thương hiệu được tập đoàn y tế của Nhật Bản người ta đã sử dụng rất là nhiều, nên là cái chất lượng, cái độ bát rất là chuẩn, sử dụng trong các bệnh viện anh em nhé. Thì đặc biệt như thành các cái sản mà dòng máy là ion kiềm thì chúng ta hay sử dụng ở cái mức kiềm là 9.5, thì cái mức kiềm 9.5 nó sẽ có cái màu gọi là chính xác là màu xanh pha với tím các bạn nhỉ. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Còn mức 10.5 thì nó tím hạt các bạn nhé. Đấy. Còn axit nhẹ đây 5.5 đây. Đấy. Và axit nặng 3.5 này. Cái axit 3.5 này là đường thải của nước kiềm 10.5, anh em sử dụng làm như là một cái nước sát khuẩn anh em nhé, để lau nhà, lau cửa và để sát khuẩn các đồ chơi trẻ em, các vật dụng rất là tốt các bạn nhé. Ok, thì tiếp theo mình sẽ test ở chế độ tăng cường điện phân để anh em thấy sự khác biệt. Mình sẽ test ở mức rõ ràng nhất là mức 905 đi. Đấy. Các bạn ấn cho mình giữ cái phím này 3 giây này. Đấy, nó kêu cái tít một cái thì các bạn đã chuyển sang chế độ tăng cường điện phân anh em nhé. Xem mà mức kiềm 9.5 cho mình là cái mức kiềm mà mình sẽ uống suốt đời. Đấy, và lưu lượng nước ở đây thì mình sẽ chỉnh ở mức tầm 2.4 2.5. lưu ý các bạn cái đứng đèn ngoài có từ HI là tăng cường điện phân anh em nhé. Đấy, mình sẽ lấy cái mức kiềm 9.5 cho anh em để anh em thực hiện so sánh. Tiếp theo là mình lấy mức kiềm là 9.0, cũng là chế độ tăng cường điện phân. Ok, đã xong. Mình sẽ để ở đây cho bạn so sánh này.
đây là 9.5 này. Đấy. 9.5 này, 9.0 này. Các bạn nhá. Mình sẽ thử luôn này. 9.5 sau khi tăng cường điện phân này. 9.0 sau khi tăng cường điện phân này. Đấy, các bạn nhìn thấy đang sự khác hẳn chưa? Đây là nước 9.0 sau khi tăng cường bên tay trái đã chuyển sang màu tím, nó tương đương với nước 9.5. Đấy, còn 9.0 chưa tăng cường thì vẫn là cái màu xanh này anh em nhé. Tiếp theo các bạn nhìn chưa, đây là 9.5 sau khi tăng cường điện phân, nó chuyển sang cái màu tím ngắt giống gần như tầm trên 10 chấm này. Còn đây là 9.5 chưa tăng cường điện phân, các bạn nhìn. Đấy. Một cái máy thì khi sau khi em vệ sinh và test nó phải đầy đủ như này anh em nhé, nó phải có khác biệt rõ ràng, cũng như là cái phần về phần axit các bạn nhé, nước ra nó phải, bạn nhìn này, axit 3.5 thì nó phải có màu như màu bã trầu mà nó đậm hơn, còn axit 5.5 đây nó sẽ là màu nhạt hơn các bạn nhé, chữ ngoài để bạn nhìn rõ hơn, đấy, nó phải như này. Đấy, thì ra cái máy 3 tấm, 5 tấm hay 7 tấm thì cái vấn đề quan trọng là cái chất lượng sản phẩm ra của máy nó phải như nào anh em nhé. Đấy, nhiều khi máy mà cái chất lượng sản phẩm, cái bản ấy không còn tốt, nó bị đóng cặn và chưa vệ sinh thì cái chất lượng ra nó sẽ không được chuẩn chỉnh các bạn nhé. Và đặc biệt với cái mức kiểm 9.5 này là cái mức kiểm chúng ta hay sử dụng, thì mức kiểm này nó phải chuẩn để anh em sử dụng suốt đời được các bạn nhé. Thì với mức tăng cường điện phân này thì các bạn chỉ sử dụng được từ lúc 8.5 đến 9.5, đấy là ba cái mức tăng điện phân anh em nhé. Có khi các bạn sau 10.5 này, đấy, các bạn ra thì nó sẽ không sử dụng tăng điện phân nữa, nó sẽ không có từ HI đây cho anh em nhé. Mình sẽ lấy luôn cái phần 10.5 để cho anh em thấy cái hiệu đen trong nước cho các bạn tham khảo nhé. Đấy. Bọt khí rất nhiều anh em nhé. Đấy là mịn phải nhuyễn. Cái bọt khí này thì các bạn để luôn sân nó sẽ bay hơi hết, nhưng mà nó sẽ bám vào thành cốc này. Các bạn nhìn nó sẽ bám thành cốc này. Đấy. Cái bọt khí mà nó lục lên đây thì nó không phải hiệu đen đâu. Là cái bụi, những hạt bụi mịn bám xung quanh cốc này các bạn nhé. Đấy, còn bình thường khi mà lấy axit thì cũng rất nhiều cái bọt, nhưng mà nó sẽ không bám vào thành cốc anh em nhé. Đấy. Ok, bạn nhìn thấy chưa? Thì nhân tiện đây mình sẽ test luôn cho cái khả năng thẩm thấu tốt vào các cái đồ ăn thức uống của các bạn khi bạn sử dụng nước kiềm để nấu ăn, hoặc là để loại bỏ các vị tanh, vị chát, vị đắng các cái trên đồ ăn thức uống các bạn nhé. Mình sẽ lấy nguyên cốc này, lưng cốc thôi, để nhằm test cho dễ. Và mình sẽ lấy một cốc nước máy phổ thông. Các bạn chắc thì mình test thường xuyên rất là nhiều, anh em để xem qua video này, anh em để test trực tiếp cả sản phẩm ở nhà. Sẽ lấy hai cốc bằng nhau nhé, đều lưng cốc. Cái test đây thì đơn giản thôi, mình sẽ sử dụng một ít trà các bạn hãy uống này. Sau đó các bạn ngoái đi chung cho mình. Đây nước kiềm bên tay trái nhé. Còn đây là nước máy bình thường. Các bạn nhìn. Đấy. Các bạn có ngoái thoải mái, trừ khi các bạn đun lên thôi. Chứ các bạn ngoái, càng ngoái thì nước cũng không bao giờ ra màu được. Các bạn nhìn. Đây một cái bài test rất là đơn giản thôi. Đây là nước kiềm. Các bạn nhìn này. Nó đã chuyển sang màu vàng luôn. Đây là nước máy các bạn nhé, thì cái phân tử nước nó không nhỏ, đã không thẩm thấu vào được trà và sẽ không giúp cho trà tuyết ra được cái màu anh em nhé. Ok, tiếp theo là một cái tính chất rất là đặc biệt ở nước kiềm, đó là tính oxy hóa khử lôm na, là nó sẽ chống được các cái sự oxy hóa của tế bào các bạn nhé. Thì mình vẫn lấy một cái mua nước kiềm
K 10.5 đi. Để mình test cho cả nhà. Ok, vẫn luôn tốt này. Lưu ý lại, nhắc lại một chút là với mức kiềm 10.5 này các bạn có thể sử dụng để nấu nướng, bởi vì khi các bạn nấu nướng ở mức kiềm 10.5 thì nó sẽ giảm xuống tầm 9.5 các bạn nhé. Còn khi bạn được uống thì các bạn chỉ được uống cái mức vừa phải thôi nhé. Đấy, đối với bạn mà các bạn hay sử dụng bia rượu, vì bạn tối bia rượu về các bạn uống mình một cốc nước này thôi để nó trung hòa cái axit ở trong dạ dày, giúp chúng ta không bị đỡ bị được đau dạ dày đầy hơi và khó chịu, ngủ rất là ngon. Và đặc biệt là đối với nhà các bạn nào có người già bị các bệnh về tiểu đường, máu nhiễm mỡ, gút, thì các bạn sử dụng một buổi sáng trước khi đi thức buổi sáng và một buổi tối trước khi đi ngủ, các bạn làm cho mình tầm một cốc này để anh em nhé, để nó sẽ thanh lọc cơ thể, giúp hỗ trợ cho bạn điều trị các cái bệnh đấy các bạn nhé. Ok, thì cái sản phẩm để test thì vẫn là cái lọ oxy da này, thì dòng cái này nó khử có tính oxy hóa rất là mạnh em nhé, chuyên sản xuất trong cái thương này. Mình sẽ khử vào đây mỗi bên tầm 5 giọt đi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anh em có thể tự test được cái này ở nhà các bạn nhé. Đây, bên cũng kèm này. Đây, bên cốc đấy các bạn, trong lúc kèm thì nó đã trắng tinh luôn, trắng như nước lọc các bạn nhé. Đây, các phân tử đen vẫn còn bám ở thành cốc này. Phân tử đen này thì khi phân tử lữ H2 này còn để lâu nó sẽ bay hơi đây, hơi vàng vàng chưa. Mình có thể cho thêm một vài giọt nữa để cho anh em dễ nhìn màu hơn, sợ các bạn nhìn cao ra thì nó sẽ khó nhìn. 1, 2, 1, 2 đấy, cái màu nó đã nhìn rõ hơn các bạn nhé. Bằng mắt thường các bạn nhìn vào cao ra sẽ thấy này, đây là lọ nước máy bình thường và đây là lọ nước kiềm các bạn nhé. Thì với cái nước kiềm ở mức kiềm từ 9.5 trở lên, nó có khả năng oxy hóa khử rất là mạnh, nó giúp chúng ta, cơ thể chúng ta chống lại sự lão hóa anh em nhé, và giúp chúng ta điều trị các cái bệnh là như thế nào tốt. Ok, tiếp theo một cái bài test nữa, tiếp tục giới thiệu đến mọi người là cái chức năng siêu hydrolen. Thì chỉ ở những cái dòng máy tầm đời model 6000 trở lên, 6000, 7000 ấy, hoặc là T100 đấy, thì nó có một phím bấm ở đây H2 các bạn nhé, tức là tăng cường hydrolen. Cái tăng cường hydrolen này cũng chỉ ở ba cái mức 8.5, 90 và 95 anh em nhé. Các bạn ấn đây nó sáng đèn chữ lên này, là ok, nó chỉ tăng cường điện phân. Mình sẽ lấy ở cái mức 95. Là chức năng siêu hydrolen này các bạn nhé, H2 này. Anh cho nó nháy cái đèn này các bạn nhé. Các bạn muốn tắt thì bạn ấn lại cái phím này cho mình, là mình sẽ tắt cái chế độ hydrolen các bạn nhé. Bật test luôn cho nhau một chế độ là không tăng cường hydrolen. Chức năng tăng cường hydrolen này thì chỉ ở cái dòng mã đầu 6000 trở lên. Cái khoảng cái mã đầu trước thì chỉ có chức năng tăng cường lượng phân thôi cả nhà nhé. Đây, 9.5 này. Lưu ý là đối với cái nước kiềm 9.5, anh em cứ để cho mình cái lưu lượng nước lưu khoảng tầm 2.4, 2.5 là ok các bạn nhé. Đấy, bạn nhìn thấy sự khác biệt chưa? Cái này nó sẽ ít hơn so với dòng siêu hydrolen các bạn nhé. Thì các bạn đừng có hiểu lầm là vấn đề là
nó nhiều bọt khí quá là nhiều hydrogen đâu. Các bạn khi bạn dùng máy đo các bạn sẽ biết được, nhiều khi trong quá trình điện phân ấy, ví dụ các bạn lấy ở lượng axit thấp đi, mình sẽ test cho anh em ở mức axit đây, ví dụ lượng axit 5.5 này các bạn nhé, mức axit thấp. Các bạn nhìn cũng không mọt này, nhưng đây không phải hiệu đen anh em nhé, để anh em đỡ bị nhầm tưởng. Mọi thông tin về sản phẩm mọi người alo cho mình qua số điện thoại 0979665264. Số em ở Hải Phòng, anh em cọc sản phẩm còn lại thanh toán và còn lại qua đường bưu điện về tận nơi cho cả nhà. Mình sẽ tháo trực tiếp cho anh em xong để anh em xem phần điện cực, tất cả thì sạch sẽ. Trong cột em F86000 thì anh em nhá, đây mình tháo thực tế ra cho anh em xem luôn. Đây F86000 thì anh em nhá, mình dự kiến luôn này, điện áp là 100V 2.9A các bạn nhé, tương tầm 290W ở độ công suất. Đây phía bên trong đây, tất cả các sản phẩm bên em đều tháo ra vệ sinh và quay lại cho anh em xem trực tiếp bảng tập điện cực luôn em nhé. Đây hệ thống nguồn này, phần bơm này nhé, hệ thống đây trái tim của nó là cái phần buồng điện cực đi anh em nhé. Sẽ tháo bên trong ra để cho mọi người xem. Rồi là 214 mà nhìn thì chất các cái vật thiết bị bên trong rất là đẹp. Ở đây là phía bên trong tấm cực anh em nhé, đây gồm 5 tấm các bạn này. Đây các bạn, 2 tấm ở trong và 3 tấm ở ngoài này các bạn nhìn. Tấm nào cũng xanh ngắt đẹp này, gần như mới các bạn nhé. Đấy, tất cả bên mình đã vệ sinh. Cái vít này là cái vít tay mình ấy là thôi các bạn nhé. Nhìn này, cái phần khi mà nước vào nó chuyển cái màu này, đấy, xanh ngắt luôn, như mới 99% các bạn nhé. Đảm bảo chất lượng cho em, một nước ra chuẩn chỉnh. Bên trong như mới cả nhà nhé. Lưu ý khi các bạn mà tháo ra ấy, thì nó có cái răng cao su ở vị trí trên này này các bạn nhé. Đấy, và ở cái phần nắp này nữa này thì các bạn lưu ý mình đừng để rơi ra nó hiện tượng giò nước từ buồng điện phân này ra ngoài, nó sẽ gây ảnh hưởng đến mạch và các vị công suất bên trong các bạn nhé. Tất cả các sản phẩm bên mình cam kết cho anh em là bảo hành cực điểm. Đấy, và em bán có bảo hành.